Xin chào, chào mừng em quay trở lại với anh em TV. Wow, mới có một tuần không nói câu ấy thôi mà thấy như kiểu một thế kỷ vậy. Và mặc dù thì không khí Tết thì vẫn còn đâu đó quanh đây, bánh chưng thì vẫn ở chỗ này. Nhưng mà mình vẫn phải trồi lên đây để làm video cho anh em vì mình nhớ quá rồi. Tết của anh em như thế nào? Có được nhiều tiền lì xì không? Có đi chơi được nhiều nơi không? Và quan trọng hơn là anh em có thích cái Tết vừa rồi hay không? Cá nhân mình thì cũng lớn to đùng ngã ngửa rồi, nên Tết vừa rồi không được nhiều tiền lì xì lắm. Nhưng mình biết rất nhiều anh em đang xem video này cũng có một khoản tiền lì xì khá khá rồi thưởng Tết. Thậm chí là có nhiều anh em được lì xì lên tận cả chục chai. Thì chúng ta tiêu cái khoản tiền lì xì này như thế nào? Thì ngày hôm nay mở đầu cho năm 2018, cho năm con chó, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số những cái món đồ công nghệ ngon, bổ, rẻ nhất mà anh em có thể tiêu tiền lì xì sao cho nó vừa đáng tiền mà lại vừa thực dụng nữa. Vậy thì nó sẽ là những cái gì? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay trong video này. Anh em ơi, đầu tiên sẽ là một món đồ mà đáp ứng đầy đủ những cái tiêu chí mà mình rất hay nói với anh em, là của ít nhưng mà hít được thịt thơm này, xong rồi số tiền tối thiểu nhưng mà chúng ta có được lợi ích tối đa. Thì đó chính là một cái Mi Band mình đang đeo ở tay đây, Mi Band thế hệ thứ 2. Một cái Mi Band 2 như thế này mà anh em tìm kiếm trên thị trường thì mức giá sẽ dao động loanh quanh khoảng từ 400 cho đến 500 nghìn. Nó rất rất rẻ, thực sự cực kỳ rẻ. Nó rẻ đến mức mình nghĩ rằng nhiều vòng đeo tay thông minh với mức giá gấp 2, gấp 3, thậm chí là gấp 4 phải rẻ chừng. Vì Mi Band 2 đơn giản nó rất rẻ và nó có rất nhiều những cái tính năng hay ho giúp chúng ta để theo dõi sức khỏe này, theo dõi bước chân, xong rồi push noti từ điện thoại sang gì. Gần như là những cái vòng đeo tay thông minh trên thị trường có cái gì thì cái này đều có cả, trong một cái mức giá nó không thể rẻ hơn. Rất rất tuyệt vời. Có một số lưu ý nhỏ nhỏ cho anh em rằng nếu như anh em nào đang sử dụng iOS mà dùng Mi Band 2 thì anh em có thể chuyển ngôn ngữ sang tiếng Anh. Chúng ta sẽ có thêm những cái tính năng mới cho cái Mi Band 2 này. Đơn giản nhất là cái tính năng sẽ hiện tên người gọi và hiện tên người nhắn tin. Rất là hay, rất là rẻ, một mức giá quá là tốt để chúng ta có thể sắm được một món đồ công nghệ chơi bời đầu năm. Một cái Mi Band 2 như thế này cũng là một trong những cái tiêu biểu của việc một sản phẩm tốt thì nó chỉ cần có mức giá phù hợp và những cái tính năng tốt thôi là người dùng tự khắc tìm kiếm. Và đây có lẽ cũng là sản phẩm Xiaomi đầu tiên và mình nghĩ là duy nhất ở thời điểm hiện tại mà nó có nhiều phụ kiện đến như vậy. Phụ kiện tràn lan, em chỉ cần Google search cái dây đeo trong Mi Band 2 thấy vô vàn kết quả khác nhau, thậm chí có cả cái dây nó đắt hơn cả cái vòng nữa. Ngoài ra thì anh em sẽ có rất là nhiều món phụ kiện khác mà anh em có thể đầu tư cho năm mới, ví dụ như là một cái đầu sạc Xiaomi chẳng hạn, một cái đầu sạc USB Type-C 45W, mức giá chỉ có loanh quanh khoảng 400 nghìn thôi mà anh em có thể sạc được tất cả mọi thể loại, những cái điện thoại rồi đến cả những laptop có hỗ trợ cổng sạc Type-C, rất là rẻ. Chuyển qua những chiếc smartphone thì sao? Chúng ta sẽ có rất là nhiều lựa chọn smartphone tốt có thể đầu tư được trong khoảng đầu năm. Đặc biệt là một số lựa chọn từ cuối năm 2017, ví dụ như là phân khúc những cái điện thoại mà rẻ không thể rẻ hơn, chúng ta vẫn có những chiếc Xiaomi Redmi 5A, một trong những smartphone mà mình đã làm một cái bài đánh giá rất là chi tiết rồi, anh em phải tìm kiếm xem lại ở ngay trên kênh anh em TV. Hiện tại thì sẽ có một cái điểm chứa nho nhỏ của chiếc Redmi 5A, đó là mình không rõ là nó đã được bày bán một cách công khai và rộng rãi chưa, hay là vẫn phải đặt hàng qua những trang bán hàng online của Lazada. Thì cái này anh em cũng sẽ phải đánh đổi thôi vì mức giá của nó là quá rẻ. What the fuck? Một mức giá rất rẻ cho một thiết bị có thể đáp ứng được đầy đủ những cái nhu cầu từ cơ bản cho đến hơi phức tạp một tẹo, đặc biệt là phù hợp với những ai yêu cầu một cái thiết bị rẻ không thể rẻ hơn, một cái màn hình lớn này, một cái hiệu năng đủ dùng và một khả năng update hỗ trợ lâu dài trong một tầm giá quá là thơm cho chiếc Xiaomi Redmi 5A này. Còn nếu như mà anh em có tiền lì xì nó rủng rỉnh hơn một chút, chúng ta đi lên tầm giá cao hơn một tẹo thì chúng ta sẽ có chiếc Xiaomi Redmi 5 Plus. Tiếp tục là một sản phẩm nữa, mới tinh nguyên box chúng ta mua về thì không cần phải đắn đo về việc là đã qua sử dụng sau nguồn gốc xuất xứ mà máy mới tinh, đập hộp ra chúng ta sử dụng luôn. Redmi 5 Plus thì sẽ có điểm cộng về màn hình 18:9, điểm cộng về cấu hình khá là ngon. Mình cũng đã làm một cái video rất là riêng về chiếc máy này rồi, anh em nào mà muốn tìm kiếm thêm chi tiết cũng có thể xem lại video. Đây có thể coi là hai smartphone mà mình nghĩ rằng là hai khoản đầu tư rất tốt trong phân khúc tầm giá smartphone phổ thông. Còn cao hơn một tẹo nữa thì chúng ta sẽ có thêm một số mẫu máy khác, ví dụ như là chiếc Huawei Nova 2i này, hoặc là chiếc Xiaomi Mi A1, hoặc là Mi Nam X. Nhưng mà thời điểm hiện tại mua Nova 2i hoặc là Mi Nam X hoặc là Mi A1 thì nó có thực sự xứng đáng hay không? Thì mình nghĩ rằng nó vẫn rất là tốt, một cái tầm giá quá tuyệt vời để anh em có thể đầu tư cho một chiếc smartphone tầm trung. Nhưng mà có một số điểm mà mình cũng muốn lưu ý một chút cho anh em. Đó là Xiaomi thì đã vừa mới tung ra chiếc Xiaomi Redmi Note 5. Và ngoài ra chúng ta cũng đã có phiên bản kế nhiệm của Huawei Nova 2i là Nova 2S được tung ra thị trường Trung Quốc rồi. Do đó nếu như mà anh em nào mà có kiên nhẫn hơn một chút thì chúng ta có thể chờ đợi thêm một tẹo, vì biết đâu những cái phiên bản sau nó có mức giá cũng rất tốt và để được nâng cấp hỗ trợ thêm nhiều tính năng hơn thì sao. Thì nếu như mà anh em nóng lòng quá thì mua luôn cũng được, vì đây cũng là những cái thiết bị rất là tốt, còn không thì chúng ta có thể chờ đợi thêm một chút nữa. Còn về những cái chiếc smartphone tầm khoảng cận cao cấp cho đến cao cấp hẳn thì chúng ta có một lựa chọn hiện tại vẫn đang rất hot là Nokia 8 với mức giá loanh quanh khoảng 8 triệu.
Đây là một cái mẫu máy mà mình cũng đã làm một video đánh giá chi tiết rồi. Và hiện tại thì mình nhớ không nhầm, cái khuyến mại này cho Nokia 8 nó chỉ còn đến ngày 28 tháng 2, có nghĩa là cuối tháng này thôi. Anh em nào mà muốn có một cái thiết bị flagship này, giá rẻ này, cấu hình khủng này, màn hình đẹp này, pin ngon này, thiết kế ổn, thì Nokia 8 là một trong những lựa chọn rất đáng đầu tư trong khoảng khi mà chúng ta vẫn còn đang dùng tiền lì xì. Còn cao hơn nữa đi, nhưng anh em nào mà kiểu quá nhiều tiền lì xì không biết làm cái gì thì chúng ta mua máy gì với tầm giá này, cũng như là với cái khoảng thời gian này là một trong những khoảng thời gian mà chúng ta rất đáng lựa chọn những chiếc flagship cũ đã và đang giảm giá. Ví dụ như là Galaxy S8, hiện tại anh em phải tìm kiếm mức giá cho S8 hiện nay, mình tìm kiếm một số trang bán hàng online thì có lên quanh khoảng 15 cho 16 triệu cũng rất là tốt rồi. Nhưng mà mình nghĩ rằng đối với những ai mà sẵn sàng đầu tư một khoản tiền lớn như vậy thì có lẽ là chúng ta nên chờ đợi một chút nữa. Vì sao? Đó là vì thị trường chuẩn bị tung ra một loạt siêu phẩm mới cho năm 2018 rồi. Ví dụ như là S9 này, cũng như là rất nhiều mẫu máy khác. Và nếu như anh em nào mà muốn mua được những cái flagship thật là thơm thì có thể mua ngay bây giờ, vì iPhone giảm giá rất nhiều này, Galaxy S cũng giảm giá rất nhiều. Nếu không thì chúng ta chờ đợi thêm một tí nữa, vì cũng sắp có thêm một loạt siêu phẩm mới của năm 2018 chuẩn bị ra mắt rồi. Vậy anh em nghĩ sao? Anh em sẽ dành số tiền lì xì của mình vào mục đích gì? Anh em sẽ tiêu, anh em sẽ mua cái gì hay ho hơn? Có thể comment ngay phía bên dưới cho mọi người cùng biết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em trong những video sau. Chúc anh em một năm mới vui vẻ, mặc dù thì Tết cũng sắp qua rồi. Ủa cái gì đấy? Nani?